với má chồng đi. Ngon, trời ơi chưa ăn biết ngon rồi. Ngon rất ngon rồi. Rồi chưa ăn biết ngon rồi. Tại chim sâu làm mà. Sao mà không làm mà bắt chồng làm. Đúng rồi. Đúng làm gì đuối. Làm gì đuối mà có làm gì đâu, Long làm không à. Làm nó chở ngoài giờ mình làm món gì đây, làm món gì đây từ từ có đào đâu có không tiếng mùa nè. Ê đứng dậy xin lỗi chú đi, con hổ chết nó nhỉ. Dùng cái nữa là bà nội quýnh đèn á. Con chữ xíu rồi con cũng chết luôn vậy đó. Có gì vậy? Con không ai, con không ai. Có con cô luôn hả? Ê, con chưa đích nè. Con chưa đích. Con chưa đích hả? Dạ không à. Dạ với dạ. Yeah. Dạ kính chào quý khán giả, thì hôm nay được cái sự mà tài trợ của chị Tin Đăng Nguyễn thì lại thăm gia đình chim sâu heo gì hay sẽ khán giả thì cũng có một số quà nhỏ nhỏ để dành cho chim sâu và anh Long. Bữa nay thì nhà dọn cũng gần xong rồi quý vị khán giả, thì chuẩn bị là cắt lên thôi ha. Ây giờ chồng con trai đẹp trai quá vậy. Con chào chú. Trời ơi quá chồng ăn tao quá ăn ghê luôn á. Lui ra con đến con hả. Trời ơi có quà kìa. Cừ đang làm gì vậy? Khó vậy hả? Đậu ăn hết rồi. Khó vậy? Đang nấu ăn hả? Nấu ăn món gì hả? Khó. Thịt khó. Con có tặng quà nè. Ôi ôi đây chút, đem chút. Ôi đẹp trai quá. Coi cho bà vợ chồng ăn luôn. Trời ơi bữa nay chỗ tài luôn. Trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi hết tiền đó. Ừ hết tiền gì? Tiền rồi còn 30 ngàn à. Còn 30 ngàn ha, khóc hoài vậy? Khỏi khen chứ. Sao mà phải thang. Trời ơi bà vợ chồng chịu không nổi, bà cười hoài luôn à. Kìa bây giờ chồng chịu không nổi, mới cười hoài luôn kìa. Sao ấy thì bỏ qua bên đó đi. Này nấu ăn luôn hả? Trời ơi ghê thiệt. Cô thấy con dâu cô nấu ăn cô thấy sao? Tầm luôn trời, để với tâm thất luôn. Tầm cô quá im. Ngon rồi mẹ ơi. Ngon rồi mẹ ơi kìa. Trời ơi chưa trời ơi trời ơi chỗ tài nhiều người tá quả bất ngờ luôn. Ôi ôi cái đó là cái gì hả? Hả không da heo hả? Ôi da heo nấu củ bơ. Trời nấu củ bơ có rồi, để nguyên miếng vậy luôn đi, nó bự ra giờ ăn vô cho dễ phục phục vậy luôn hả? Trời ơi trời ơi đây có chưa, thảy lên luôn rồi, có cái miếng ở trên kìa, miếng trên im à bẻn à có bẻn luôn hấp dẫn tới từng đâu. Hỏi má chồng ơi thấy ướp gì được chưa? Hỏi với kiếm má chồng đi. Ngon trời ơi chưa ăn biết ngon rồi. Ngon rất ngon rồi. Rồi chưa ăn biết ngon rồi. Tại chim sâu làm mà. Ừ Gì lại tàu ô tàu nói chuyện với chồng vậy luôn hả? Ba mẹ con từ trước từ quay gắt từ lúc luôn. Chim sâu là món lòng ăn món đó. Vậy chứ giờ cô hỏi con nếu mà ba mà không ăn là ăn đâu vậy?
phải ăn luôn à. Ăn này thì nó không dễ ăn, nó có gì thì nó ăn hay. Công nhận hai chồng tao còn phải ăn chuột ghê luôn á. Đằng nào ghé cũng mua chuột, mua chuột, mua chuột. Kém đây dạ. Thế là không ăn nha. Hôm nay làm cái món thịt. Thôi hấp ra. Chú ơi. Chú ơi. Thì sao con? Ai nói chuyện? Các em bây giờ. Khán giả hỏi sao mà không dạy cho chị chim sâu làm mà dạy dạy cũng vậy. Nói rồi thì buông ra thì chim sâu là gà chim sâu thôi. Chim sâu là gà chim sâu thôi. Con không có biết làm cái gì trơn á. Ở không? Ở không. À, bây giờ là con thấy nó trả lời không? Bây giờ là vô. Nó ở không cần ở từ. Chỉ có chim sâu là trả lời với bài giờ chồng thôi. Mình đi theo chân chị chim sâu đi. Đâu quay đâu quay lại đây chào ông bà cô chú nè, chào ông bà cô chú anh ơi, thôi đi anh ơi, quên mua đường anh ơi, quên đường mua đường, quên đường mua đường thôi lại đường đây nè, thôi rồi con đây nè, bước lại cái quần không nó trong tủ nè. Đúng rồi, đứng đây nè. Sao? Là bây giờ nè. Chào ông bà cô chú. Chào ông bà cô chú. Chào ông bà cô chú. À, chúc ông bà cô chú. Sức khỏe. Sức khỏe. À. Con là Đức. Con là Đức không? Nói đi, con là cái gì? Con là gì? Con là Đức. Ờ, con là con của ai? Con của bà nội. Con không, của cháu nội của bà nội, còn con của ai? Con của ba phụng. Mẹ. Con của ba con tên gì? Tên Hành Nô. Gì? Là tên Ba Long, Ba Long. Ba Long phải không? Dạ Ba Long. Ờ trời ơi. Dễ thương quá. Thế rồi vậy. Con hỏi mấy rồi? Đây. Thập lớp 3. Rồi rồi mẹ chim sâu nấu cơm con có ăn không? Dạ. Ăn luôn ha, tập luôn. Ăn luôn ha. Trời ơi. Rồi cảm ơn con. Dạ con cảm ơn chú đi. Rồi, dạ con cảm ơn chú. À. Ôi, trời vô vô. Rồi. Đủ đủ. Tại ở đây, không có ai. Thế được không chồng ơi, hết cần rồi đó. Ô trời. Trời ơi, ngủ đây nè. Sao quá chỗ bỏ vô luôn ấm nè. Trời ơi. Thôi có mấy cục thịt mà bỏ vô luôn ấm nè quý vị khán giả. Nấu chưa? Ờ nấu người ta soạn sẵn đi. Vô cái thiếu cái lấy từ món đúng là chỉ có chim sâu mới nấu vậy thôi. Đúng rồi, cái kêu mà. Phải hoài đây. Nấu ăn mà kiếm ngoài kìa, không mua đường gì tới rồi đó. Hoài anh ơi. Ồ đông đinh luôn. Ngoài đây, ngoài đây. Ừ, ngoài đây thì nó ăn nữa trời. Có thịt mà để vô ăn chi vậy? Để vô ăn. Không có. Ta làm thí người ta mà. Làm sao ăn vậy? Để nếm gì đó. Uống đường nè. Trời ơi. Mai mốt người ta soạn đồ ăn này kia sẵn đi. Nước nêm này kia sẵn đi, muối nước mắm, đường bột ngọt kia sẵn đi, dầu ăn này kia sẵn đi, thầu ô thiếu cái đi nữa. Rồi vặt hậu khác luôn sao? Không có đâu. Thầu ô thật. Thôi không có. Ông ăn cứ ăn đồ hả? Cứ ăn cho ăn cao mà. Tôi ăn cao hả? Bà bữa nay ăn chay hả? Chay à. Ăn chay hả? Sao ăn chay? Ăn chay cho tâm hồn thanh thản hả? Nói mà nội nói con không có giận nghe. Ông nội đại kéo gì đó không có thù lùng bên ngoài vậy. Hả? Gì nữa hả? Đừng có mà đem mà ăn cơm mà không coi. Chay. Ủa ôi trời. Nói. Theo chi sao mệt luôn quá vậy con gà. Trời ơi xấu dụng một con nè. Bỏ gì vô nữa?
dây đường. Còn nước tàu đường nước ôi ôi thịt heo như là nước mắm nhiều đó 50-50 ngon thôi ngon rồi thôi hả ôi tàu long heo còn nè 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 thấy không tàu ngon đó là to là bỏ dầu ăn đó có đâu nãy nghe long đó là kho là bỏ dầu ăn chưa không có kho đêm có tao không có được ông rồi đó tới lửa nước anh ơi có ba kho bỏ dầu ăn đó long mình tính bỏ dầu ăn á nhờ cả ngon trời ơi con có dầu ăn gì cho béo rồi vậy khoái béo quá nhớ quá à con nêm nếm gì chưa rồi nêm nếm gì chưa rồi chưa không có chưa nữa hả rồi mà chưa không cố là sao sợ thì ông hứa hở rồi kìa đứng hồ lấy rồi trời ơi nãy giờ tưởng con kho ai vậy mà mắc con kho luôn hả ổng làm dâu miền cây trời ổng làm dâu ổng rồi ổng làm dâu miền cây mới là mà làm dâu miền cây rồi bắt ổng làm dâu miền cây đó chị ngon hấp dẫn ha ngồi lại hoài không cố ngồi lại hoài không cố kìa ngồi đó cứ không cố không cố không cố không sơ hoài ha lô con cay lắm cố sắp thịt xong rồi để đó đem hai ngỗng ống cuốc ở đây chuẩn bị ăn cơm thôi đó chứ còn đó là để trong kho hay gì chuẩn bị ăn cơm chưa hả Long? Trời ơi, chị ở này nắp cái nóc chưa ha. Hả? Ơi, cũng chưa ăn đâu. Chuẩn bị tới chịu mà ăn luôn nữa. Ngày còn dịp ở đây quá trời luôn mà. Dịp 3 ngày, nay ngày thứ 3 rồi. Mày nói 3 ngày hả? Bà có vậy dọn dọn tiếp không bà Dương Sông? Dạ, cũng còn 2-3 ngày nữa mới cắt. Không dọn hả? Ngày bữa thứ 2. Thứ 2 mới cắt. Đi một con không kìa. Thứ hai rồi, bữa nay thứ mấy rồi ta? Hôm nay tới 6, 7. Trời sao? Đọc leo kìa leo. Cái gì? Để đi anh ơi. Để nói đi anh ơi. Để nói đi anh ơi. Ngồi chỉ đạo rồi. Ngồi chỉ đạo ông Tàu, giống ship ngồi chỉ đạo. Đây có ông chồng ngồi chỉ đạo ông chồng. Tới rồi, tới rồi, tới rồi. Tới rồi. Có dữ không? Tới rồi, vô ơi. Vô đây ngồi kế mấy em Phụng nè. Rồi. Sao hả? Úi à. Búi gì đi. Chịu không nổi rồi mẹ Phụng, chịu không nổi rồi con chồng rồi. Ừ. Đuối gì tờ? Đuối là sao tờ? Có to nè, có to nè. Có to nè. Tính ăn cơm như thế này đó hả? Mua nè. Đuối à? Tôi thấy bà có làm gì đâu, bà la bà đuối. Hả? Bà tao đâu? Trời ơi, sắc thịt xong rồi tưởng là bà kho, về bà đẩy bà kho luôn. Đứng rồi bà chỉ đạo không à, sắp nổi chưa? Dạ, hồi xưa nó không ăn coi. Trời ơi, ăn coi. Trời ơi, bà bạn cũng cái nơi sao vậy luôn hả? Thì bạn áo thời cổ đại. Sợ rồi, sợ. Sợ chồng dặn là đi lại so sơ sơ rồi. Ừ. Ông kho hầu vô là sao là... bắt cái bếp ở dưới trời không có bếp cao quá hầu hồ chưa có chín ăn à hầu ơi thợ sạch dễ nhất ta nguyên chưa có chín ra quả liếm mà tài ơi là trời tới công chuyện tàu ô nấu ăn mà cũng tính hung đó hả ô bà hạn chế camera tôi đừng hung đừng hung nha để này kia khán giả nói tôi sắp xếp này kia cho hai vợ chồng mà hung không à cái gì vậy cái gì hạn chế cái hạn chế tới mức thấp nhất chút xíu là vừa ngồi chút xíu vừa ngồi ôi vợ hung miếng ai mà tài nó muốn chết mà đổ mồ hôi cái này lại cho vợ hung miếng coi nó hầm muốn chết luôn ôi vợ hung miếng coi trời ơi vợ hung miếng coi cái vậy cô gì cũng cố đưa vợ hung miếng coi gì vậy hung miếng có đâu rồi thuốc bỏ trên đây bỏ đâu rồi yeah. Thuốc bỏ trên đây rồi đâu rồi tại sao rồi cái nồi to mà không lo
Ờ, không lo bà lo gì không à? Không kho cho bà vợ chồng ăn mà để ông chồng kho. Sao mà vậy? Ừ, trời khổ với bà này thiệt chứ. Nắng chết luôn rồi má. Ra đường chết đổ bụng chứ bà. Đừng coi. Đừng coi. Chỗ ông chồng làm. Cứ lại nha. Cứ lại tới mấy tay chân hoài. Tới mấy tay chân hoài. Quá yên, quá yên, quá yên. Quá thịt kho sắp hoàn thành nha. Quá yên, quá yên. Sao à? Không được chút. À, không, ông ngon hơn vợ à. Trời là bà nói ông nó ăn không ngon bằng bà kìa. Hồi nãy xong chị nói thì kêu tôi vô chị. Rồi. Nãy sao bà không tự bà nấu? Đen bà nấu rồi không ngon bắt bà nấu. Nãy sao bà không nấu mà nói luôn nghe coi. Ừ. Bà chơi gì thẳng luôn vậy? Bữa nay có thẳng luôn. Không ngon. Không có làm sao không? Bữa nay có bà vợ chồng qua thì chỗ tài đi. Ừ, chỗ tài để bà vợ chồng ăn chứ. Coi. Cái gì mà móc mà thèo hoài vậy, nắng chết đổ mồ hôi nè, bà thấy không? Cái gì vậy? Hôm nay chim sâu có tin mừng, tin vui, bởi vì bữa nay vui rồi. Ừ, dạ, mấy coi. Ông quay phim thuốc cái gì? Ừ. Ôi, bỏ thuốc. Thôi bỏ thuốc đi, ôm nhắc thuốc hoài. Ừ. Bỏ thuốc đi. Không được. Bỏ đuôi. Con trai chồng đi qua đó hoài ha. Ờ. Phải kêu cô này bằng gì hả trai, kêu cô này bằng gì, bụng kêu gì, kêu bằng gì, bụng sao mà không dạy nó, kêu mẹ kế hay gì cũng được. Mà quá vậy à. Bà mà sợ nữa hả? Đừng con, đừng ghim chui nguyện không đức đó, sợ vô đây là không cho vô đây rồi, cũng vô đâu hoài. Con quá vậy mẹ ơi. Cái gì bệnh ơi? Không thương cái sao mà nổi bệnh. Không. Hả? Không, quậy quá. Quậy quá hả? Mày có quậy không? Không. Ờ, nó ghim sạc giùm luôn kìa. Sạc giùm luôn nha. Trời ơi. Có thằng đệ tử gì còn đồ gì nữa ờ. Trời. Làm hết rồi, sạc thấy máy hết pin, sạc giùm hết luôn rồi, đồ gì nữa. Mà chiếc sâu này chắc dưới cơ còn vòng quá. Dứ vô dứ. Ủa, rồi xong hai chồng quá kho xong rồi thịt quý cô chú chị đây quá xong rồi thịt đây chính rồi đó, chính rồi đó, ủ len chết lậu luôn á. À, thì người ta gọi là xà bằng luôn đó. Đây là để tàu hủ vô nữa là đúng bài luôn nha. Nói gì nữa vậy, gì không gì không ăn. Ồ quá quá trời, có nhiều đó hết rồi. Vậy là bữa nay là ăn nguyên buổi tiệc để ăn mừng chiếc sâu được ở lại căn nhà này mừng. Dạ. Quá vậy rồi. Cái gì bán đây? Đuổi ra đó. Ôi, bực bội rồi. Bực bội rồi, chim sâu bực bội. Rồi. Thôi thì em cũng. Dạ thì nay anh Long ngừng tay chút ha. Em gửi món quà của nhà hậu tâm để gửi cho hai vợ chồng có áo không mặc dưới. Món rồi. Ôi, thưa mẹ không ha. Thì hôm nay em lại thăm anh chị ha. Thì đây là có một phần quà của chị Tina Nguyễn ở bên Mỹ gửi cho hai vợ chồng ha, thùng mì gói. Là 80.000 ha. Một bao gạo này là 100 gử là 230. Đây là phần quà của chị Tina Nguyễn ở bên Mỹ gửi cho chim sâu và anh Long ha. Rồi anh chị có gì muốn nói không? Cảm ơn chị Tina Nguyễn. Rồi. Chị một ngày vui vẻ. Rồi. Rồi. Ngày mới vui vẻ. Rồi, rồi chim sâu có gì nói với chị Tina Nguyễn không? Có được ngọt. Mà cảm ơn chị trước đây, chị ý là muốn xin được một ngọt đúng không? Rồi giờ trước mắt là chị cho quà rồi, có gì nói với chị không? Dạ không, bùa mất cái nhớ rồi. Mất cái nhớ rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Chúc chị. Chị. Sức khỏe. Khỏe, ăn thân anh dưỡng. Rồi rồi nữa. Rồi chào gia đình ha, bye bye. Rồi con anh Long.